Em xin kính chào các quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Trang, học sinh lớp 7 năm trường Trung học cơ sở Trường Sơn. Sau đây là phần giới thiệu về cuốn sách mà em tâm đắc nhất. Chừng nào còn sống, con người sẽ còn phải đối diện với phiền muộn, khổ đau. Nếu vẫn nhầm tính thì những phiền muộn đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dứt. Khổ sở vì công việc, buồn phiền chuyện học hành, đau lòng vì gia đình, khó khăn về tiền bạc hay lo lắng về sức khỏe. Vậy, chúng ta phải làm gì để xóa bỏ những phiền não này? Bằng cách này hoặc cách khác, mỗi người sẽ có cách giải khác nhau để tìm ra đáp án cho bài toán cuộc đời của mình. Và với tôi, sống hết mình cho ngày hôm nay là những bước giải đầy thú vị và đúng đắn, sẽ cho chúng ta hiểu một cách sâu sắc nhất về ý nghĩa của cuộc đời, sẽ là ánh sáng soi đường giúp ta vượt qua những màn đêm tăm tối để đến với cửa hạnh phúc trong cuộc sống. Tác phẩm Sống hết mình cho ngày hôm nay được viết bởi Takeshi Ozawa, nguyên viện trưởng trung tâm chăm sóc sức khỏe bệnh viện Yokohama Kosei, người thành lập phòng khám Megumi năm 2006 và là người đã tận tay chăm sóc sức khỏe cho 2.800 bệnh nhân. Ông từng nói mình đã chăm sóc cho bệnh nhân giai đoạn cuối cuộc đời hơn 20 năm. Những bệnh nhân mà ông gặp đều mang trong mình nỗi đau tinh thần do bệnh tật gây nên, cùng với sự khổ sở vì họ đã là nghệ sĩ tài năng đã cho chúng ta thấy giá trị thực sự của việc đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Nếu chúng ta sinh ra đã khóc, thì khi chết đi phải là một nụ cười mãn nguyện. Sinh mạng có giá trị không phải vì nó hữu ích, mà chính sự tồn tại của nó vốn đã mang giá trị rồi, và chúng ta tồn tại trên thế giới này trong sự ưu ái của tự nhiên, để rồi chuỗi đời là những lần khóc thương tâm trong đoạn đường hạnh phúc.